Có thể anh em đã biết tấm áp lực đá ở trong Minecraft có tác dụng để kích hoạt đá đỏ và piston ở trong game. Và có thể dùng để... Nhưng khi nó được đưa vào Bedwars thì anh em nghĩ tác dụng của tấm áp lực này là gì? Vậy hôm nay chúng sẽ giới thiệu cho anh em tấm áp lực đó có tên là Proximity Mine, là mìn lân cận. Nghe đến từ mìn thì anh em cũng đã biết tác dụng của nó là gì rồi. Nó có thể phát nổ khi có những người chơi khác dẫm vào nó. Từ từ khoan, Tune có ý này để làm cho chiếc mìn của chúng ta trông thú vị hơn rồi. Tune sẽ biến chiếc mìn bé bé xinh xinh này thành một cục cứt. Sorry mấy bạn đã ăn cơm. Mà tại sao nó phải là cục cứt chứ không phải là cái gì khác à, đấy. Thì anh em biết đấy, dẫm phải cứt thì nó nổ. Và anh em tự hỏi nếu mình dẫm vào thì nó có nổ không? Chắc chắn là không rồi. Người ta cũng có câu rồi mà anh em, đâu ai đi dẫm vào chính cứt của bản thân mình. Ok, và hôm nay đi cùng Chun đó chính là Minh Nhơn, một người bạn đã khá thân với Chun và cũng đang làm video Minecraft Bedwars. Đấy, nên có gì anh em có thể sang ủng hộ bro này nhá. Ok, và nếu như anh em thích video này hãy cho mình một like, subscribe để Chun có thể làm nhiều video thú vị như này nhá. Và anh em hãy thử bình luận xuống phía dưới một ngày anh em đi ẻ mấy lần nha. Ở chứ đùa đấy. Ok, vào video nha anh em, let's go. Cực á. Để trên đầu nhá, để lên trên đầu nhá. Phải để lên trên đầu chưa xài được ạ. Là sao? Ủa, có thấy cái spray làm kiểu gì ấy? Thấy. Sơn kiểu gì ấy? Có cái nào mà kiểu, có cái bách nào mà kiểu mình thay thấy được mấy cái này không nhỉ? Nếu mà thay được, anh em mình làm quả bách hơi, spray hơi bị buồn cười. Cho mặt của Chun vào. Chắc sẽ buồn cười lắm. Cái gì ấy? Nhưng mà có... Anh đưa Chun 4 vàng ấy, đưa Chun 4 vàng ấy. Có đấy kit đâu. Không có đủ 4 vàng. Từ từ, Chun cho xem. Ra đây. Anh, cấm này. Đặt cấm. Xuống, cấm này xong đặt đông được. Xem bên này. Đi ra đây. How are you? Anh nhìn này. Nhìn anh ấy, ui. Rồi anh cho nó dẫm vào anh ạ. Đâu. Vai nó nổ sao nào. Oh my god. 4 vàng thì chú có một cái cháp nhé. Kiểu mình đặt một đường thẳng đúng không? Xong rồi cho hai block lên như kiểu mình bắt cua á. Xong rồi đúng cái block thứ hai là mình đặt cục cực vô đấy. Được. Ăn đây. Đâu xem nào. Đây, cứ để. Đây rồi. Đấy, cứ để im đây. Phá block rồi đi. Rồi. Để chú trụ à. Ây. Chạy. Đi. Mình đi qua được. Oh my god. Ngáo rồi. Chịu rồi. Mày thấy cục cực tao không? Tao ý á. Thành công rồi. What? No. Đủ mạng. Oh no. Hay luôn. Mà hôm nay chúng đặt cục đấy xuống xong cho nó nổ cái chúng đập dưới luôn. Đù. À chúng đặt cục cực đây. Mà nó đập rồi, anh ơi, về anh. Đập cục cứt của chú rồi. Đập cục cứt của chú rồi. No, bạn của tôi. Về anh ơi, về anh ơi. Vừa mình ỉa ra nó đập rồi. Nó quá thông minh. Ê, cứu kìa. Oh, what? Oh no. Được. Bọn này 360. Nổ á, ngon vậy. Được quá. Oh no. Anh ơi. Mày. Trời, anh ơi, chưa lừa được một đứa. Cái này có được không? Oh shit. À, Chun có kiểu đó nhá, Chun sẽ chạy đến back nó xong Chun chặn đường nó xong Chun. Đây, Chun sẽ đặt như này này. Đấy, Chun chặn được. Đấy, nổ liền. Kìa kìa, phá đường đi. Hay quá anh ơi. Đó, thấy không? Thông minh linh. Mày... Được phải. Được. Nó không dám vô, Ô, Chun clutch được. Được anh ơi. Được. Đây, đằng sau có, đằng sau nó có. Ok, hay quá.
Ô, ô kim cương của tôi. Ui, hay. Được này. Chơi được, chơi được, chơi được. Chơi được này, chơi được này. Chơi được này, chơi được này. Ô, có sống hả? Ngon. Chơi được, chơi được. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Ấy. Chơi được, chơi được, chơi được. Chơi được luôn, chơi được luôn. Đi đi đi. Chơi được, chơi được. Đi 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 đi. Lên lên lên, chúng có phải bộ, chúng có hai phải bộ. Chơi được, chơi được. À thôi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đau quá, đau quá. Đau quá, đau quá. Một máu, anh ơi. Bắn không á, chú sợ mai nó mất rồi. What the fuck? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi, rồi, rồi chặn này. Đây. Này quay anh cho đi vào đây này. Được không, được không? Chơi được, chơi được. Đây ngay đây đây. Chú sẽ đặt vào cái block, block mà nó đặt đấy. À, à, à. Mà. Ôi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ngầu luôn. Anh vui nha. Chơi được rồi, chơi được rồi. Đập luôn, đập luôn, đập luôn. Bê đây, bê đây, bê đây, bê đây. Ô, được. Làm kill 2 không? Combo, combo. Hay. Rồi, gì trên cạch. Quá ngầu. Đi đi, đi đi. Hay. 14 kim cương. What the fuck? Này đập được không? Ui đập được à? Ui sợ ấy. Đập được nhưng mà không bị mất. Chăm nào, chăm nào. Ghê ghê chắc 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 chỗ đầu, chắc được chỗ đầu. À được 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 được. Mày. Ơi nhưng mà nó không rơi, nó không rơi. Ui hay đó. Ai à thằng này khôn. Ở đâu? Ừ. Chết luôn. Được này. Ôi, ôi ba. Không được rồi. Không, I'm dead. Trời ơi, CBDBD đồ. Ui xồi. Ui, thằng này khỏe đấy. Má. Má. Thằng này khôn quá. Cũng kích rồi. Bây giờ mình ở nhà ấy, mình ở nhà ấy. Bình farm vàng. Xong mình để một đống cục kích ở dưới xem thằng nào vào được nhà mình. À, được luôn. Ê, có cục kích không? À, ok. Cút này biết bay, cút này biết bay. Farm cút đi, farm cút thôi. Từ đây, đây, chung, chung. Mua. Ừ, mình giữ đó. Ừ, mình làm một xem nó thành thế loại như nào. Mẹ, vương quốc cút à? Nè, nhìn chú làm thế này. Như này. Double TNT à? À. Ê, nó qua, trên đầu. Về đây, về đây. 6 cục. 8 cục. Ui, nhiều cứt đi. Đây, đặt cứt ở đây này. Đây, 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 đây. Nhiều cứt rồi, nhiều cứt rồi. 5 cục rồi. Đội quân cứt. Chứ nó vào được không? Vào được cho mình vô luôn, đủ ma. A few moments later. Đau. Dỡ mày, dỡ mày. Ây. À, nó nổ một lần hết luôn. Mày. Chào anh em thôi. Rồi ok, cảm ơn anh xem video nhá. Hôm nay rủ được anh chơi thái cục cực ấy nhở. Mình ỉa hơi lắm. Ỉ thật nhiều. Hay à? Hay coi ỉa nó là một cái lẽ sống. Ừ. Ok bye anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành. Yes sir. Ok bye bye anh em. Yes sir.